Nước cụt nó sẽ làm trẻ không đảm bảo về mặt dinh dưỡng để giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao cũng như là hoàn thiện để phát triển não bộ. Và nước cụt nhiều nó trào ngược sữa từ dạ dày qua thực quản và nó có thể là cái nguyên nhân mà gây viêm mũi họng cho trẻ thường xuyên. Vì vậy video này sẽ giúp bạn xử lý vấn đề nước cụt của trẻ sơ sinh như thế nào để hiệu quả và an toàn. Và nếu như bạn nào đó mà đang có con thứ hai, thứ ba thì các bạn đã biết được cái sự khủng hoảng khi mà con bạn ốm tái đi tái lại nhiều lần, sức đề kháng kém và phải dùng kháng sinh liên tục, đúng không ạ? Chúng ta con mình cái thời gian chúng ta đi khám bác sĩ hay là đi nằm viện nó nhiều hơn là thời gian đi nhà trẻ. Cho nên cái video này nó vô cùng quan trọng với các bạn. Và nếu như bạn nào mà mới sinh con đầu tiên, đúng không? Bé sơ sinh đang trong giai đoạn từ 0 cho đến 6 tuổi mà bạn xem được cái video này thì tôi chúc mừng bạn. Vì tất cả những điều đơn giản mà chúng ta thực hiện đúng để giúp bé xử lý các vấn đề trẻ sơ sinh hay gặp thì đã giúp con bạn phát triển rất là tốt và bạn sẽ vô cùng nhàn hạ trong quá trình nuôi con. Để chúng ta nuôi con nó không còn là một nỗi vất vả quá lớn, nó không phải là nuôi con trong nước mắt nữa, mà nuôi con nó là một hành trình hạnh phúc, nó là một hành trình vui vẻ và chúng ta sẽ tận hưởng cái thời gian bên con và cái quan sát được những ngày tháng mà con lớn khôn. Thế thì trẻ sơ sinh mà bị nước cụt thì các bạn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó, nhưng mà cái nguyên nhân chính ở đây đó là gì ạ? Bé bị đầy hơi, tức là bé bú phải hơi hoặc là hít phải hơi quá nhiều. Cái việc mà bé bú phải hơi, hít phải hơi quá nhiều thì nó gây nên đầy trướng bụng và nó gây nên cái tình trạng trào ngược và chớ nước cụt ở trẻ sơ sinh. Thế thì cái việc mà trẻ bú phải hơi ấy, thì nó chỉ có hai cái nguyên nhân chính thôi, tức là hai cái đường dẫn chính đưa khí vào trong dạ dày của trẻ, đó là khi trẻ ăn, trẻ có thể bú mẹ hoặc là trẻ có thể là bú sữa công thức. Và cái đường thứ hai đó là gì ạ? Khi trẻ khóc. Khi trẻ khóc thì hơi cũng vào dạ dày của trẻ và nó cũng gây ra tình trạng đầy hơi và gây ra ọc chớ nước cụt ở trẻ. Đó là hai con đường dẫn khí vào trong dạ dày của trẻ. Thì cả hai cái đường đó là để đưa hơi vào cơ thể của trẻ, đúng không ạ? Thì ngoài ra cái việc mà trẻ bị đầy hơi thì nó còn do một số các cái nguyên nhân khác nữa, mà ở đây thì tôi có đưa ra bốn cái nguyên nhân chính mà gây cái tình trạng đầy hơi ở trẻ. Ngoài cái việc mà gì ạ? Khóc rồi trẻ bú phải hơi, đó là gì ạ? Do trẻ không tiêu hóa được đường lactose. Hiện nay tỷ lệ trẻ bị bất dung làm lactose là khá nhiều, đúng không ạ? Trẻ bị bất dung làm lactose, bé không tiêu hóa được đường lactose trong sữa mẹ, vì trong sữa mẹ cái đường lactose là đường chính và không tiêu hóa được như vậy thì nó lên men, nó tạo ra axit lactic, đúng không ạ? Làm trẻ đi tiêu chảy rồi bụng bé sẽ trướng và sẽ sôi. Đó là cái lý do đầu tiên mà tỷ đó rất là nhiều. Cái đối tượng thứ hai hay gặp đó là thừa lactose. Đấy. Ở đầu tiên ở trên ý, là bất dung làm lactose, tức là hệ tiêu hóa của bé thiếu enzyme lactase bẩm sinh. Còn cái nguyên nhân thứ hai là thừa lactose. Cái thừa này ý, nó gọi là tình trạng quá tải lactose. Cái quá tải là như nào? Tức là hệ tiêu hóa của trẻ vẫn bài tiết ra cái enzyme lactase để tiêu hóa đường lactose, nhưng mà cái lượng đường lactose bé bú từ sữa công thức hoặc sữa mẹ nó quá nhiều mà cơ thể của bé nó không tiêu hóa được. Ví dụ trẻ chỉ sản xuất ra 100 enzyme lactase nhưng mà trẻ bú phải từ 200 đến 300 phân tử đường lactose, như vậy là gì ạ? Một phân tử đường enzyme lactase chỉ tiêu hóa được một cái đường lactose mà thôi. Như vậy còn 100, 200 cái lactose nữa không được tiêu hóa thì nó bị lên men bởi vi khuẩn đường ruột và nó tạo ra khí và hơi. Đấy. Và cái nguyên nhân thứ ba mà nó thường gặp đó là gì ạ? Dinh dưỡng người mẹ. Trong giai đoạn đầu đời, sữa mẹ là chính, đúng không ạ? Nếu mà đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn thì cái việc mẹ ăn uống như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc thì cái hệ tiêu hóa của con ấy nó có ăn theo điều đó. Tức là mẹ ăn phải cái đồ mà nó dễ đầy hơi, nó không lành mạnh thì con cũng dễ bị đầy hơi khó tiêu và nó bị nấc gụt, nó ảnh hưởng tiêu hóa của con. Tức là liên quan đến nhau, đúng không các bạn? Và cái nguyên nhân nữa đó là cái dụng cụ mà bạn cho con bú sữa. Có rất nhiều bạn đúng không ạ? Không đủ sữa, mất sữa, bạn có thể cho con dùng thêm sữa ngoài. Và cái việc bú sữa ngoài nó vô cùng vất vả. Nếu như các bạn không luyện cho con bú ti bình, đúng không ạ? Các bạn bú bằng xi lanh rồi các bạn bú bằng thìa và mỗi lần như vậy con khóc rất là nhiều, và mỗi lần bé khóc như vậy và các bạn đổ cái thìa sữa hoặc là bơm qua xi lanh vào sữa vào miệng của con thì vừa cả sữa cả hơi nó cũng theo sau đó, và nó là gì ạ? Cái lý do mà bé nấc cụt và hay nôn chớ ọc sữa. Dạ. Thế thì cách cái xử lý cái vấn đề này như thế nào thì có 5 cách sau đây các bạn có thể tham khảo và áp dụng. Đương nhiên là 5 cách này ý, tôi hướng dẫn cho rất nhiều bạn rồi. Đương nhiên là các bạn khi nuôi con, các bạn phải quan sát con, đúng không? Phải quan sát con nhé, phải thấu hiểu con, đúng không? Tức là mình phải biết được các cái tình trạng con mình như nào. Tại vì mỗi đứa trẻ thì nó sẽ có một cái cơ địa khác nhau, có một cái tình trạng khác nhau. Và chỉ người mẹ bên con hàng ngày, đúng không? Bạn mới hiểu được con mình như thế nào. Và 5 phương pháp này bạn sẽ áp dụng một cách linh hoạt, được chưa? Thế thì cách đầu tiên mà bạn để xử lý cái vấn đề đầy hơi của con bạn, đầu tiên ý là bạn phải cho con bú đúng tư thế. Thế như thế nào là bú đúng tư thế, đúng không ạ? Nếu mà con bạn bú mẹ
Thì cái việc mà đặt con bú đúng tư thế, tức là gì ạ, lưng và đầu con bé trên của bé là trên một đường thẳng và vách một góc 45 độ so với phương mặt đất, đúng không? Chúng ta bế con như thế này, được chưa? Con đầu tựa vào vai, đặt vào vú của mình đấy, rồi cách nâng cái bầu vú của mình ấy, nó phải biết cách các bạn ạ. Đấy, các bạn đặt tay và nâng cả bầu vú lên và ngón trỏ này đỡ cái bầu vú, đúng không? Và cái miệng của con nó sẽ hướng vào cái núm vú, và khi con bắt vú là phải bắt vú chuẩn. Bắt vú chuẩn là như nào? Tức là con ngậm hết cái quầng vú của người mẹ chứ không phải là con chỉ ngậm cái đầu ti nhá. Đấy, thì cái việc bú này ý, đương nhiên nó là bản năng, nhưng mà chúng ta cũng phải tập cho con cách bú đúng. Thì muốn tập cho con cách bú đúng thì bạn phải hiểu như thế nào là bú đúng. Thì như tôi vừa chia sẻ, đó là cách bú đúng. Cách bú đúng như vậy thì bé sẽ ít bú phải hơi hơn và bé sẽ đỡ bị ọc sữa, đỡ bị nước cụt. Dạ, đấy là cái đầu tiên bú đúng như vậy. Các bạn phải lưu ý nhé. Cái việc mà các bạn bú không đúng ấy thì bé sẽ bú phải nhiều hơi hơn, và từ sữa và hơi nó sẽ vào dạ dày của trẻ, và dạ dày của trẻ sơ sinh nó rất là nhỏ. Trong những ngày đầu tiên thì cái lượng sữa bé chứa được chỉ khoảng là gì ạ, 5 đến 7 ml mà thôi, đúng không ạ? Rất là bé như vậy đấy. Còn khi mà trẻ lớn hơn chút thì được khoảng từ 17 đến 20 22 ml, nó ít như vậy. Nó bú phải hơi như vậy thì nó làm giãn ra, nó làm giãn ra thì nó co bóp cái phản xạ tự nhiên mà nó đẩy ra bên ngoài, nó gây tình trạng nấc cụt và trào ngược của trẻ nhé. Mà lưu như vậy, đó là cách bú đúng. Cái phương pháp thứ hai là bạn có thể làm như sau, tức là khi mà con bạn bú phải hơi thì bụng con bạn nó rất là đầy nhá, đầy. Đấy, bú phải hơi hoặc là nó tạo ra hơi. Đấy, do cái vấn đề là gì ạ, bé khóc đấy, hay là bé bị tiêu hóa, nó tiêu không tiêu hóa cái đường lactose chẳng hạn, hoặc là quá tải lactose chẳng hạn. Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta massage bụng cho bé ấy, là một cách rất là hữu hiệu để chúng ta làm cho bé thư giãn và cho cái cơ hoành cơ bụng bé nó giãn ra, đúng không? Nó giãn ra và nó ợ hơi một cách đơn giản. Chúng ta phải làm như thế nào ạ? Chúng ta massage bụng cho bé thường xuyên theo cái chiều kim đồng hồ như thế này nhá, theo chiều này. Đấy. Và cái việc mà làm như vậy thường xuyên, đúng không? Thì giúp cho bé cảm thấy dễ chịu và nó giúp cho bé ợ hơi được rất là nhiều, và con bạn sẽ không muốn phải hơi nữa, nhá. Con thoải mái. Chúng ta sẽ làm cách rất là nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ từ dưới đến trên. Đấy. Như thế này, như thế này. Đấy, được chưa? Đấy, đây là cách massage như vậy. Đấy, cách thứ hai. Cách thứ ba là bạn cũng có thể chườm ấm cái vùng bụng của trẻ. Trẻ bú phải hơi thì bụng nó trướng lên như thế này, đúng không? Nó trướng lên thì cái phản xạ tự nhiên là gì ạ? Cái cơ hoành và cái dạ dày nó sẽ co bóp lại. Thì bạn làm như nào? Bạn hãy chuẩn bị một chậu nước ấm, đúng không? Và hai khăn mặt. Thì bạn hãy cho khăn xuống đấy, bạn vắt khô và để nó ấm, và bạn để quanh bụng bé như thế này, đúng không? Đấy. Thế thì bạn chuẩn bị như này. Thì cái việc mà hơi ấm như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cơ bụng của trẻ, cơ hoành của trẻ nó thư giãn và nó giãn ra. Như vậy nó cũng không tạo ra cái tình trạng gì ạ, nấc cụt và nôn chớ ở trẻ. Đấy là cách thứ ba bạn có thể áp dụng. Hãy lên nhớ rằng hãy thử cái khăn đó xem có nóng quá hay không trước khi bạn đắp bụng của trẻ, tại vì da của trẻ sơ sinh nó rất là mềm, rất là nhạy cảm. Nếu chúng ta không kiểm tra thì nó sẽ còn gây bỏng. Mà cách chúng ta sẽ cho vào cổ tay chúng ta hoặc là mu bàn tay để chúng ta kiểm tra cái độ nóng. Đấy. Và cách thứ tư là chúng ta sẽ phải giúp bé ợ hơi như thế nào. Thì giúp bé ợ hơi ý, thì có rất nhiều cách giúp bé ợ hơi, đúng không? Thì khi mà trẻ bú xong chúng ta phải giúp bé ợ hơi thì có rất nhiều cách. Thì tôi có chia sẻ ở đây là đã có cách của bạn có thể áp dụng. Cách đầu tiên bạn có thể làm sao ạ? Bạn có thể cho bé tựa đầu vào vai của bạn, tựa bế vác trẻ lên, đúng không? Bế trẻ lên, cho bé tựa đầu vào vai, đúng không? Khi mà bé tựa đầu vào vai rồi thì bạn có thể khum bàn tay vỗ ợ hơi cho bé, khum bàn tay như này. Đấy, vỗ để cho dạ bé ợ phải hơi nhá, và bé ợ hơi ra ngoài thì sẽ dễ chịu hơn. Đấy. Và đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là gì ạ? Bạn có thể gì ạ? Có thể xoa massage như này, xoa xoa lưng cho bé như này. Và cách thứ ba là gì ạ? Đây đặt bé ngồi đùi này, được chưa? Đấy, bạn như này, cái tay này của bạn này sẽ đỡ ngực và cằm của bé, đầu bé tựa vào vai, lưng bé như này, bạn xoa lưng cho bé như này theo cái chiều như này, đây này, bạn nhìn này. Đúng không ạ? Đây là mặt bé nhá, lưng bé này, đầu bé này tựa vào đây. Đây lưng bé đây, bạn xoa lưng như này hoặc là vỗ bé, vỗ lưng như này. Đấy, để giúp bé ợ hơi. Đấy là cách tiếp theo. Và cách tiếp theo nữa là gì? Bạn có thể chuẩn bị dạ cho con nằm sấp trên đùi của mình nhá, nằm sấp trên đùi của mình, đúng không? Nằm ngang qua đùi của mình. Đấy, tay bạn đỡ đỡ cằm và đỡ ngực bé, đúng không ạ? Và bạn cũng có thể xoa lưng bé như này. Hãy nhớ rằng hãy để một tấm khăn ở trên đùi của bạn và bạn đỡ con như thế này và bạn vỗ hơi hoặc xoa lưng như thế này cũng giúp bé ợ hơi rất là tốt, được chưa? Và nếu như các động tác đó mà các bạn làm, nếu như con bạn vẫn bị đầy hơi thì bạn phải làm điều đó rất là nhiều lần. Đó là cái cách mà chúng ta có thể giúp bé ợ hơi một cách dễ dàng nhất, được chưa? Và thứ năm nữa để giúp bạn xử lý vấn đề con mà bị ăn phải hơi là nó cách bạn cho con bú. Cách bạn cho con bú ở đây ý, thì tôi vừa nói ở trên nó là phương pháp bú rồi, nhưng mà có rất nhiều bạn cho con bú bình, phải không ạ? Đấy, còn vất vả hơn là cho con bú bằng xi lanh hoặc là cho con bú bằng thìa. Thì con không chịu bú bình.
Thì cái việc mà chúng ta con bú mình ấy, thì chúng ta phải lưu ý này, lựa chọn cái núm vú nó vừa với miệng của con. Và trên núm vú nó thường có một cái lỗ thoát hơi. Và khi bạn nghiêng cái bình sữa, chúng ta vẫn phải cho con bú ở tư thế đúng và nghiêng cái bình sữa làm sao để cho gì ạ? À, cái sữa nó ngập cái núm vú như vậy, đúng không ạ? Ngập như vậy thì nó sẽ không bú phải hơi. Đấy, thì đó là cách chúng ta có thể dễ dàng áp dụng, đúng không? Để con mình có một tiêu hóa tốt, để tránh tình trạng nấc cụt, tràng ngực ở trẻ sơ sinh. Đấy. Thì trên đây đó là có 5 cái cách mà tôi đang giúp các bạn để xử lý cũng như phòng ngừa cái tình trạng mà con bạn bị nấc cụt, đúng không? Do bú phải hơi nhiều, tại vì hơi mới là cái vấn đề mà con bạn hay mắc phải nhất. Yeah. Và có phần nào đó bạn chưa rõ, bạn có thể comment dưới cái video này và tôi sẽ làm nhiều video tiếp theo để chia sẻ với các bạn. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century và theo dõi fanpage Trương Minh Đạt Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa. Trên kênh video này nó có khoảng 350 video miễn phí cho các bạn. Các video đó nó giúp các bạn xử lý tất cả các vấn đề khi mà các bạn nuôi con nhỏ, đúng không ạ? Và tôi chắc chắn rằng nếu như các bạn xem kỹ các cái video và các bạn có trong tay cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm do tôi phát hành năm 2021 với kênh YouTube này, và cái cuốn sách đó nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trong quá trình bạn nuôi con. Cơ bản nhất, tôi muốn bạn nuôi con khỏe mạnh, khoa học và các bạn nhàn hơn để quá trình nuôi con đó là một quá trình trải nghiệm đầy hạnh phúc và đầy mới mẻ với các bạn. Rồi, xin chào các bạn.